Xin kính chào quý cô bác, anh chị em và bạn bè chăn nuôi thân mến. Giá heo hơi hôm nay ngày 21 tháng 4 tăng giảm trái chiều, biến động nhẹ tại một số địa phương. Mọi người hãy để lại một nút thích cho video cũng như là đăng ký kênh để nhận được thông tin giá heo hơi mới nhất từ chúng tôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng giảm 1.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Bắc điều chỉnh nhẹ giá tại một vài tỉnh thành. Theo đó, sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg, thương lái tại Lào Cai và Bắc Giang lần lượt thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng trên 1 kg và 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Hà Nam điều chỉnh giao dịch xuống còn 53.000 đồng trên 1 kg và các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 53 đến 56.000 đồng trên 1 kg, được các thương lái thu mua từ các trang trại nhỏ lẻ cũng như các hộ nông dân và một số trại gia công của CP. Bắc Giang có giá thu mua 56.000 đồng trên 1 kg, Yên Bái 53.000 đồng trên 1 kg, Lào Cai 55.000 đồng trên 1 kg, Hưng Yên 56.000 đồng trên 1 kg, Nam Định 54.000 đồng trên 1 kg, Thái Nguyên, Hà Nam 53.000 đồng trên 1 kg, Phú Thọ 55.000 đồng trên 1 kg, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội có giá 56.000 đồng trên 1 kg và khu vực Tuyên Quang 55.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên đi ngang. Thị trường heo hơi trong khu vực miền Trung Tây Nguyên đồng loạt đứng yên trên diện rộng. Hiện tại mức thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình là 52.000 đồng trên 1 kg. Thương lái tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận tiếp tục thu mua ở mức 54.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thành còn lại giao dịch trong khoảng 55 đến 56.000 đồng trên 1 kg. Và các địa phương cụ thể như sau: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 54.000 đồng trên 1 kg, Quảng Bình 52.000 đồng trên 1 kg, Quảng Trị 56.000 đồng trên 1 kg, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận 54.000 đồng trên 1 kg, Quảng Nam, Quảng Ngãi 55.000 đồng trên 1 kg, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Thuận 56.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam giảm nhẹ. Cụ thể, tại hai tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp cùng điều chỉnh giá thu mua xuống còn 55.000 đồng trên 1 kg, tỉnh An Giang tiếp tục neo tại mức 59.000 đồng trên 1 kg được ghi nhận đến ngày hôm nay. Giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 54 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương cụ thể như sau: Bình Phước 55.000 đồng trên 1 kg, cùng với đó là Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Cần Thơ 55.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang, Bạc Liêu 55.000 đồng trên 1 kg. Và các khu vực sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau có giá thu mua là 56.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh có giá thu mua 57.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng giảm 1.000 đồng trên 1 kg tại một vài địa phương và giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 52 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Cảm ơn quý cô bác, anh chị em và bạn bè chăn nuôi đã theo dõi hết video. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ cung cấp cho quý bà con những thông tin hữu ích về giá heo hơi để quý bà con có thể đưa ra quyết định mua bán hợp lý và đúng thời điểm nhất. Xin cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị em, bạn bè ở trong những video tiếp theo. Con to đấy mà anh ơi, còn không thì mua cân 8 con thôi. Tôi cân 8.